Ồ. Màu đó. Tím. Rồi màu đỏ. Ồ. Quá chìa màu. Hay quá. Ồ. Tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Hay quá. Lung linh luôn. Chú Thánh Thần. Đây là hai thiên thần nữa. Oh. Rồi. Ok. Đó, mọi người đã xem video nha. Nếu cần thi công tranh thì hãy liên hệ với xưởng tranh. Tranh này thì độ bền trên 10 năm, đảm bảo trên 10 năm luôn. Không bong, không bong chóc, không bay màu. Nước lau chùi thoải mái. Ok, Merry Christmas mọi người nha.